cho gia đình, nói chuyện thay mặt gia đình. À, đó là những cái hình ảnh mà trong cái buổi sáng ngày hôm nay rất là tốt đẹp đó. Bà con đứng hai bên cảm ơn bà con đã hợp tác cùng với toàn thể anh em cũng như cảm ơn mọi người. Các dạ Út thì xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đó. Thì chủ yếu là cái ý thức của mọi người, với lại sau khi mà thầy đi khất thực về thì chúng ta cũng nên giải tán để khỏi ảnh hưởng đến giao thông rồi đấy. Nên là mọi người cứ ý thức như vậy là sẽ tốt đẹp cả. Cảm ơn anh thì rất là nhiều. Được rồi, mong mọi người cố gắng giải tán đi mọi người. Những lời chia sẻ của anh Thìn là quá tốt đẹp rồi. Mong mọi người cố gắng giải tán. Giờ di chuyển đi mọi người. Di chuyển đi mọi người ơi. Mong mọi người cố gắng giải tán. Sướng lắm. Không tả được cái sung sướng trong lòng em. Em nói thiệt luôn. Dạ, em không tả được cái sung sướng của em. Em mừng mà đến nỗi mà em mồ hôi em ướt luôn. Mà cái điện thoại của em là nó tắt luôn, nó tắt nguồn luôn. Đấy, không mở được nữa. Chắc là cái lúc người ta bấm vào nút quay thì mình bấm vào nút tắt nguồn. Dạ, em mừng quá anh. Hai chị em bà suy với nhau. Mình chào toàn thể cô chú chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em dâu. Thì hiện tại bây giờ đang là 6 giờ kém rồi, chỉ còn một chút ít nữa thôi thì thầy sẽ đi khất thực, thì bà con chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cũng như đảnh lễ thầy. Thì hiện tại em dâu đang đứng ở trong đoàn thì bà con đứng cũng rất là nghiêm trang, ấy hoan hỷ. Đây là những cái hình ảnh đẹp nhất trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Cũng mong rằng bà con chúng ta đứng trật tự. Đấy, hai bên là đứng rất là nghiêm trang. Thì quay cho vui thôi. Không có nằm cây đứng đứng thì có không biết đi đường nào. Đâu có vợ đi đường kia đâu. À cái đấy con không biết được. Dạ. Nói chung là cái đấy là thầy thấy mà đây mà bà con đứng trật tự thì thầy đi. Còn mà lộn xộn quá thì thầy lại đi bên kia. Đâu này được cái hay bữa đợt đó là mày sang cái kiếm cái đụng làm cái đường hay là mọi người. Dạ. Được làm cái đường nó đỡ lắm á. Thiệt á. Anh lên đây là bao nhiêu người? Sáng nay đi bao nhiêu người lên đây? Đi có hai người. Hai người. Thế đã được gặp thầy lần nào chưa? Chưa được gặp thầy lần nào à? Vậy thì ngày hôm nay hoan hỷ chúng ta sẽ được gặp thầy. Cầu cho hai anh hôm nay được gặp thầy nhé. Ok. Chúc hai anh một buổi sáng tốt lành, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Ok. Anh cũng chúc cho tụi em được mạnh khỏe, được vạn sự như ý ha, trong công việc làm nha. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Em là có duyên lắm á, mới được gặp thầy. Dạ vâng. Gia Lai quý người nó không muốn về nữa. Sao các cụ ngày xưa đọc là ngày rồi. Yeah. Ở đây là ngày thứ 5 rồi, còn yeah. Không muốn về. Gia Lai là Phật tử. Không muốn bay nhà không nữa. Nhưng mà ngày xưa các cụ để đọc là Gia Lai đi dễ khó về. Khi đi trai tráng mà khi về bùm beo, mà bây giờ này bảo Gia Lai như thế. Về sung sướng lắm. Vâng. Có thầy Thích Minh Tuệ, ngài Thích Minh Tuệ chứ không phải thầy nữa. Yeah. Là không muốn về, thật sự là không muốn về. Ai bảo người khổ. Mà dân Gia Lai lại rất là tốt. Thế là loáng lên mà thầy ra là các cô các chú là chúng ta không lên nhào ra nhá. Không lên mang nước mang đồ thì làm ảnh hưởng đến cái chặng đường của thầy nhá. Cũng không xin được đâu nhá. Để cho thầy đi cho nó tròn vẹn. À, vâng. Dạ. Bây giờ một người chạy ra, hai người chạy ra là ảnh hưởng đến thầy, có phải không ạ? Nhá. Dạ. Dạ. Như thế là thầy sẽ được đi khất thực cho nó thanh thản. Dạ. Thương thầy phải như thế. Dạ. Còn cứ nhau ra xong rồi khóc mới lọ kia để dạ. Làm nhiễu là không được. Dạ, như thế vâng. Là hại thầy chứ không phải là thương thầy đâu. Dạ vâng, đúng rồi, hay quá. Thầy đã tu hành, thầy đã khổ rồi. Dạ. Để cứu độ chúng sinh đấy, chứ không phải gì đâu. Thầy bây giờ không khác như là một gọi là vị Phật A Di Đà. Dạ. Đó, bà con đứng rất là tuyệt vời rồi. Đó. Chỉ còn một vài phút nữa thôi thầy sẽ đi ra.
thì bà con sẽ được chiêm ngưỡng cũng như là đảnh lễ thầy. Nhắc mọi người một lần nữa là khi mà thầy đi ngang, mọi người có lỡ có thấy thầy, mọi người đừng có hô hào lên nha mọi người. Mọi người cứ bình thường để cho thầy đi một cách rất là bình thường, đừng hô lên rồi tạo hiệu ứng đám đông rồi đâm ra là nó ồn ào lên nha mọi người. Con cảm ơn tất cả mọi người. Thì con biết mọi người đến đây thì rất là mệt mỏi rồi, thức từ lúc 1-2 giờ sáng tới giờ rồi. Thì con cũng mong là bà con cố gắng hợp tác thêm một vài phút nữa nha mọi người nhé. Con cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hello. Na này của cô à? Nhưng mà thầy ra là không đừng mang ra nhá, đừng chạy nhá. Dạ, đừng có cản trở để ảnh hưởng đấy. Thì bọn con cũng chỉ nhắc nhở thôi, bởi vì bây giờ quan trọng nhất là ý thức của mọi người. Thầy có đi được hay không, có gieo duyên dài được hay không thì cũng nhờ các bà các cô nhá. Dạ vâng, hoan hỉ cho bọn con nhá. Dạ vâng. Thế này áo trắng của còn vuông thế nhỉ? Bà con đứng rất là tuyệt vời luôn. Đó, rất là nghiêm trang. Bà con cứ ý thức như này thì chắc thầy sẽ đi gieo duyên được rất là lâu. Cũng mong rằng bà con chúng ta ý thức như thế này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Hai bên bà con đứng rất là nghiêm trang luôn. Dạ em chào chị nhá. Dạ vâng, chúc cô chúc chị một ngày buổi sớm tốt lành nhá. Gặp nhiều may mắn nhá. Dạ dạ. Duyên gặp lại. Dạ vâng. A Di Đà Phật. Chúc chú Tiểu hôm nay gặp được thầy nhá. Dạ cũng mong. Cứ hoan hỉ đứng nghiêm trang như thế này nhá. Loáng là thầy ra, cô không được mang nước đưa cho thầy nhá. Đừng làm những cái hành động như thế. Bọn con đang khuyên cáo bà con đứng. Bởi vì một người làm đưa cho thầy, hai người đưa cho thầy là thầy sẽ không đi được, cản trở con đường của thầy. Và thầy sẽ không nhận của ai trên đường đâu ạ nhá. Cô chú anh chị nhá, nghe lời con nhá. Ai đấy đều rất là mệt mỏi rồi, thức đêm thức hôm, rồi bỏ công việc lên, rồi mất tiền bạc. Thầy đang đi khắp thực nghiệp của chú anh chị. Đó. Buổi sáng hôm nay là ngày 6 tháng 11, thầy đi khất thực cũng rất là trọn vẹn, bà con cũng rất là hoan hỉ, đứng theo hàng theo lối nên là thầy đi rất là tốt đẹp. Mọi người đã nhìn thấy chân dung của thầy đang đi đấy. Đó. Mọi người thầy đang đi rất là đẹp luôn, cô chú anh chị ạ. Chân là thiên quen. Chân là yên lên. Có mình nha, chỉ có rằng lúc đó là những cái hình ảnh mà trong cái buổi sáng ngày hôm nay rất là tốt đẹp đó.
con đứng hai bên cảm ơn bà con đã hợp tác cùng với toàn thể anh em cũng như các anh đã hỗ trợ cho thầy trong buổi sáng ngày hôm nay. Ô, cảm ơn bà con nhá, tuyệt vời quá, cảm ơn bà con rất là nhiều. Cảm ơn con nhá. Dạ dâu vlog ạ. Dâu vlog. Đó là những cái thước phim mà em dâu muốn gửi tới cho cô chú anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất là đẹp. Dạ tuyệt vời quá. Sao thế này chú đã giả ước nguyện chưa? Thỏa mãn chứ, bây giờ là thầy là cho mình trải nghiệm một chút. Thầy là theo như mình là thầy là phần sống đấy, là thầy được ông trời và thánh thần độ mạng cho thầy. Trong tâm tâm thầy là có Phật và Phật ở trong tâm thầy. Bây giờ theo như mình là mình nghĩ mình là người gọi là tôn thờ thầy mà gọi thầy là Phật sống. Đấy. Còn ai nói sao thì nói. Đấy. Còn bây giờ thầy là đến cái đi coi như là tới nay đã là 6-7 năm rồi. Thầy gần chín quả rồi. Thầy như quả chín bây giờ chỉ đang chín để đợi bà con Gia Lai mình và toàn thể đất nước mình được hưởng thụ. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác chia sẻ những cái lời nói rất là hay. Thế nên bây giờ là mình Gia Lai này là đất Phật mà chỉ 2600 năm nay mới có thầy xuất hiện. Đấy. Thế nên coi như là ai nói gì thì nói. Còn mình nghe thấy gọi là có người nói thầy rồi là có người coi như là chủ yếu người chết đấy. Cả cô xí ô xí đả gì đấy. Là nói thật ra mà nói có người đó là không có lương tâm, không có đạo đức. Thôi hoan hỉ. Cái người đó là coi như là người ta chết rồi còn chửi. Nhưng bây giờ thôi là ai sai là người đó chịu theo những hành của thầy. Cái người mà bây giờ là đi tu người ta cũng đem ra với móc thì nói thật ra mà nói ấy, cái người đó ấy, thì coi như là nếu như có cái tâm linh ở trong cái gọi là coi như là ở trong cái gọi là công ty đó thì người ta nên coi như là đừng thờ phụng nữa. Đấy. Còn như bây giờ người ta mà người ta chết rồi đấy và chửi người ta đấy thì tốt hơn hết là ra nghĩa địa mà ở. Còn thầy tôi là tôi nói thật, thầy là Phật sống trong lòng tôi mà tôi tin rằng tôi mong rằng coi như là bà con của Gia Lai cũng như của các Phật tử cũng như là toàn thể đất nước Việt Nam này bảo vệ thầy để có một ngày gọi là bây giờ là thầy giúp được toàn bộ người dân của đất nước Việt Nam này. Xin hoan hỉ. Chú rất là xúc động đấy. Rất là vui chia sẻ. Mọi người cố gắng di chuyển đi. Thôi bà con chúng ta di chuyển. Cố gắng di chuyển đi mọi người ơi. Ai về nhà đấy để đường cho bà con còn đi hái cà. Đấy đang mùa nông vụ đây này. Các cô các chú đang mùa hái cà còn lấy lối để đi. Đấy. Bà con là còn bận đi làm. Tất cả chúng ta giải tán để cho các cô các chú đi làm. Đấy. Đang mùa cà phê. Dạ. Cô nhá. Sao thế này chị Hồng ơi, nay gặp được thầy có vui không? Dạ. Đó, bà con rất là hoan hỉ đã gặp được thầy. Đấy, thỏa lòng mong đợi. Ngày hôm nay là một ngày rất là tốt đẹp. Cố gắng di chuyển đi mọi người. Cố em dâu sẽ cố gắng lan tỏa những cái hình ảnh đẹp nhất trong cái ngày hôm nay để cho cô chú chị ở xa không về đây đảnh lễ cũng như tham quan được, để biết được những cái hình ảnh thực tế nhất trong ngày hôm nay. Công an huyện Gia Lai và cảm ơn công an xã Gia Tô và bà con Phật tử đã hỗ trợ cho thầy con. Các cô
đây. Xong rồi phải không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người có bán giải tán. Mong mọi người có bán giải tán. Chào anh Trình nha. Tốt đẹp không anh? Dạ. Bây giờ anh Thìn có một vài lời muốn nói gì không mọi người? Cảm ơn mọi người đó. Dạ, Út Thìn xin cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đó. Thì chủ yếu là cái ý thức của mọi người, với lại sau khi mà thầy đi khất thực về thì chúng ta cũng nên giải tán để khỏi ảnh hưởng đến giao thông rồi đó. Nên là mọi người cứ ý thức như vậy là sẽ tốt đẹp cả. Cảm ơn anh Thìn rất là nhiều. Cảm ơn Út Thìn rất là nhiều. Được rồi, mong mọi người cố gắng giải tán đi mọi người. Những lời chia sẻ của anh Thìn là quá tốt đẹp rồi. Mong mọi người cố gắng giải tán, giờ di chuyển đi mọi người. Di chuyển đi mọi người ơi. Bà con rất là phấn khởi khi được gặp thầy. Cảm giác của bà con có vẻ mãn nguyện rồi ạ. Đó. Tuyệt vời luôn. Đó, bà con đang ăn sáng. Đấy. A Di Đà Phật, lại gặp thầy Phước Nghiêm đây rồi. Trời ơi, thầy với con cũng có duyên với nhau. Đi đâu cũng gặp thầy. Sao thế này gặp được thầy rồi, thầy có hoan hỷ không? Dạ. Yeah. Chuyện chưa được. Là được rồi. Dạ. Yeah. Có vô trong mấy chỗ kia, dĩ nhiên đang vô chủ xe. Dạ vâng. Còn trời ta nè. Chúc thầy nhiều sức khỏe nhé. Dạ. Cảm ơn nhiều nghe. Trời, dạ vâng. Chúc cho tất cả tốt đẹp. Dạ vâng. Đó, cái hình ảnh buổi sáng hôm nay em dâu cũng quay cho cô chú anh chị biết. Đó. Dạ. Di chuyển đi để cho bà con ở đây còn đi lại được mọi người. Đang xuống cố gắng di chuyển. Thăm, đồng viên. Di chuyển đi mọi người ơi. Cái gì đấy? Cái đấy là cái gì mà nó cố gắng di chuyển. Thấy nước của mình cái này nước từ nước lọc. Mọi người di chuyển đi mọi người. Mắt hình như là vẫn còn dưng dưng lệ hay sao ấy. Trời ơi. Gặp được thầy xúc động quá hay sao chị? Dạ. Mong phải ngày mai mình đi cùng bên kia. Thế là chị gặp được thầy mấy lần rồi? Từ thiện mà. Bên một lần từ thiện à? Thế là nay thỏa lòng mong đợi chưa? Thì bây giờ về mới lên nè. Chúc chị với các cô về Thường Lộ bình an nhé. Dạ, không có về. Chưa về luôn à? Chưa về. Ba ngày sau mãi có nợ đi đặng lại một lần nữa. Tưởng gặp được thầy rồi thì về chứ. Dạ vâng. Dạ. Vậy là các chị các cô còn nó đi làm từ thiện nữa. Dạ vâng. Cảm ơn các cô nhé. Bà con gần xa rất chi là đông luôn cô chú anh chị ạ. Ngày hôm nay cũng phải đến hơn 2.000 người. Đó. Đường thì trải dài tầm 2 km. Ô tô thì từ đầu bưu điện tổng công ty đi vào thì khoảng cũng hơn 2 km. Rất chi là đông luôn. Bà con thì đi về trong cái tâm thế là cũng rất là hoan hỷ trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Được gặp thầy này. Được gặp thầy rồi được đảnh lễ thầy. Đó. Và cái không khí buổi sáng ngày hôm nay cũng rất là trong lành, rất là tốt đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người đã chung tay cùng với anh em trong đoàn, đấy, cùng với các cơ quan chức năng hỗ trợ cũng như là tạo điều kiện cho thầy đi khất thực trong cái buổi sáng ngày hôm nay rất là tốt đẹp. Về nhá. Về nhá. Ô bác Tôn. Bác Tôn ơi. Con bảo này, ôi giời ơi, sao lại đi nhanh thế? Nhà mua sữa cho cháu. Dạ. Về nó pha cà phê. Hôm nay bà còn tinh tấn quá bác ạ. Rồi đẹp. Được gặp thầy cười tươi lắm. Dạ vâng, tuyệt vời. Vậy bác đi nhá. Tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Chụp một cái tấm hình của thầy từ xa thôi mà cái điện thoại tự nhiên nó
là cái hào quang của thầy tỏa ra từ phục hồi đúng không? Trong cái tấm hình là chắc lúc đấy là hồi hộp quá. Anh ơi, ông biết làm sao mà cái điện thoại em nó tắt luôn, nó không có lên nữa. Ông lúc đấy do hồi hộp quá này ấn vào nút tắt nguồn đấy. Dạ em cũng không biết nữa. Trời ơi, em ước nguyện là em nói là thôi là chỉ có mong cầu được gặp nhìn thầy từ xa thôi, chứ còn thấy ở trên YouTube thì quá nhiều luôn. Nhưng mà thực tế là gặp được thầy hôm nay hoan hỉ chưa? Dạ quá hoan hỉ luôn, em mừng lắm. Tinh thần tinh tấn chưa? Tinh tấn luôn rồi, bây giờ là mừng lắm luôn rồi anh. Dạ, ước nguyện đã được. Thế là mình còn còn bình tĩnh, còn hoan hỉ thế này là tốt đẹp. Nhiều người là còn muốn ngất như đấy cơ. Dạ không, em là ước nguyện trong đầu em là chỉ cần đứng đằng xa nhìn thấy thầy là em hạnh phúc lắm rồi. Cho người mình lành luôn, lành ngất luôn. Là mình rung. Đấy là do hồi hộp quá thôi cô ạ. Mình mệt nữa, bên mình ở đây thầy rung luôn. Mọi người thấy trong cái sân đó của mình đi rất là nhẹ nhàng. Nên là ước nguyện là được thành nào đó. Chứ người ta đi là có người là nói với em là đi tới 5-6 ngày rồi mà chưa được gặp thầy. Người đi bạn già rồi. Nhưng mà nước này là mang đi đảnh lễ thầy hay là thầy cho đó? Dạ không, dạ nước này là em là phát nguyện là đem đi. Nếu mà hữu duyên mà thầy tới là em cúng dường cho thầy. Nhưng mà là thầy... nếu mình không có duyên thì thôi, là cái nước này cũng giống như là thầy đi ngang là thầy chứng hết cho rồi. Thế là nhà mình ở đâu, ở mãi đâu? Dạ nhà em ở dưới Chư Xê ạ. Ông Chư Xê thì gần lên đây, nếu mà trung tâm thì trấn Chư Xê lên đây thì có 80 cây thôi. Dạ đúng rồi ạ. Đấy dạ. Nhà mình ngày xưa là cũng ở Chư Xê, ở tổ dân phố 5. Dạ. Chỗ khách sạn Đồng Vàng ấy. Dạ em biết rồi, dạ khu đó thì bọn em biết hết ạ. Thế là loanh quanh là cũng là con một nhà đấy. Dạ đúng rồi. Thầy bảo rồi, đi ra ngoài là đàn ông là cha ta, mà phụ nữ là mẹ ta, tất cả chúng ta gặp nhau đều là nhân duyên của kiếp trước. Dạ đúng rồi ạ, Di Đà Phật. Dạ. Tất cả. Là cô hoan hỉ chưa cô? Dạ, hoan hỉ. Em thấy cái cảnh mà xếp hàng của các Phật tử, các mọi người về đây mà ngay ngắn mà rất là nghiêm trang luôn. Đấy. Trong lòng là em nghĩ là trong đầu em là em phát nguyện là từ lúc trưa hôm qua. Nói chung là hôm nay bà con là được điểm 10, nếu mà được vượt biên là mình chấm 11 điểm đấy, nhưng mà thôi dạ, chấm 10 anh. Điểm thôi. Dạ. Em nói là chấm 11 điểm luôn á. Tại vì rất là nghiêm chỉnh, thiệt là mừng quá trời luôn. Đấy. Em chỉ ước nguyện là mọi người nghiêm chỉnh như vậy để thầy đi khất thực. Trời ơi, em thấy thầy ra cái là thật sự trong lòng em là nó mừng gì đâu mà nó mừng. Nó sung sướng lắm. Dạ. Không tả được cái sung sướng trong lòng em. Nó thiệt luôn. Dạ. Dạ, em không tả được cái sung sướng mà em mừng mà đến nỗi mà em mồ hôi em ướt luôn. Mà cái điện thoại của em là nó tắt luôn, nó tắt nguồn luôn. Đấy. Không mở được nữa. Chắc là cái lúc người ta bấm vào nút quay thì mình bấm vào nút tắt nguồn. Dạ, em mừng quá anh, em hồi phục quá. Hai chị em bà suy với nhau. Dạ. Dạ. Bây giờ cô nào là đóng vai tấm và cô nào đóng vai cám giơ tay. Cô là chị em rồi. Nói chung là đất, rồi. Đất này là đất linh thiêng. Yeah. Cái đất linh thiêng là mình phải nói từ trong trái tim của mình là ước nguyện là hai chị em mãi mãi là gắn bó với nhau. Mà hai chị em đến đây là đi bao giờ về? Dạ thì chưa biết được ạ. Dạ từ đến đây thì mình ở lại đây bao giờ tốt cái rễ xanh cái cây thì mình về nhé. Dạ. Đấy. Là nếu mà có muốn mua đất ở đây thì liên hệ với em râu nhé, em râu dẫn cho mấy lô đất nhé. Nói chung là xem cái YouTube của em râu cũng rất là nhiều. Rồi. Chứ không phải là không theo dõi đâu nghe. Dạ. Luôn thả tim và chấm like, chia sẻ luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc hai chị là luôn luôn là tinh tấn này, may mắn, thành công trong công việc, trong cuộc sống nhá. Rồi em chào hai chị. Cảm ơn. Dạ. Ok, cảm ơn các chị nhá. Cô nhá. À, rất là vui luôn. Đấy. Buổi sáng hôm nay gặp được các cô, các chị đấy, chia sẻ được những cái khoảnh khắc xúc động khi được gặp thầy. Đó là một hình ảnh rất là đẹp. À, và video của em dâu cũng tương đối dài rồi. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. À, những chị mà yêu mến em dâu thì cho em dâu xin một like, một đăng ký kênh. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. À, cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của dâu. Thì qua cái kênh của dâu thì dâu có bán một số những hàng nông sản, thì cũng mong bà con cô chú ủng hộ cho dâu. Trên kênh của dâu thì có bán mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi đó, sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê, có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lân còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống
chung với lại mật ong vào những buổi sáng ấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm đây có trà mãng cầu này. Đó. Trà mãng cầu thì có hai loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó. Giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình. Các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên thì em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất đấy, xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều đấy, hạt điều rang muối, hạt điều có rất nhiều loại, hạt điều rang muối này bì 500g đấy. Rồi đây là trà, trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun vào ấm siêu tốc uống rất là tốt đấy. Rồi hoa đu đủ đực đó. Rồi thì hoa tam thất đấy, hoa tam thất các bác nhé, hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt, hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này, chè dây cho bác nào mất ngủ này đó, bác nào mất ngủ hay mất ngủ đó căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của Dâu và có mua hàng ủng hộ cho Dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của Dâu và đã mua hàng ủng hộ cho Dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.